Chào bạn, tên tôi là Bá Ngọc, hiện đang là quản lý trang siêu thị trực tuyến koreashop24h.com, chuyên phân phối những dòng sản phẩm chính hãng đến từ đất nước Hàn Quốc. Trong video ngày hôm nay thì Bá Ngọc xin chia sẻ chủ đề tác dụng của viên tinh dầu thông đỏ trong việc kiểm soát lượng mỡ ở trong máu tăng cao. Vâng thưa bạn, bệnh mỡ máu cao là một căn bệnh tiến triển rất là âm thầm và lặng lẽ, và nó được ví như là kẻ giết người thầm lặng. Vì nó không có những biểu hiện rõ ràng nên chúng ta rất là dễ chủ quan. Và khi cơ thể chúng ta cảm nhận được sự thay đổi khác thường thì lúc đó bệnh lý đã trở nên nặng và để lại những cái hậu quả về bệnh lý như là những bệnh lý về tim mạch, cao huyết áp, gan nhiễm mỡ, tiểu đường và nguy hiểm hơn đó là tai biến mạch máu não và đột quỵ, vân vân. Người bị mỡ máu cao sẽ gặp nguy cơ bị mỡ đóng vào thành mạch, tạo thành một mảng xơ vữa, có khả năng dẫn đến tình trạng tắc mạch máu, vỡ mạch máu. Tình trạng mạch máu bị bít hẹp, mạch máu của người bị mỡ máu cao sẽ nhiều hơn so với người thường gấp nhiều lần. Tình trạng này nếu xảy ra ở não thì sẽ gây ra tai biến mạch máu não, xảy ra ở ruột gây tắc mạch máu ruột, dẫn đến tình trạng hoại tử ruột, xảy ra ở tim sẽ gây ra nhồi máu cơ tim, và xảy ra ở chi gây ra tắc mạch chi. Đó là những cái hậu quả khôn lường mà chúng ta không kiểm soát được lượng mỡ ở trong máu tăng cao. Vâng thưa bạn, vậy thì nguyên nhân nào dẫn đến chúng ta mắc phải căn bệnh mỡ máu cao? Do thói quen ăn uống, thói quen sinh hoạt, hàng ngày chúng ta tiếp nạp vào trong cơ thể những nguồn thực phẩm chứa hàm lượng cholesterol cao. Ví dụ chúng ta thường xuyên sử dụng rượu, bia, hút thuốc lá, những nguồn thực phẩm mà chúng ta ăn lặp đi lặp lại nguồn thực phẩm thịt đỏ như thịt lợn, thịt bò, đặc biệt đó là nội tạng của động vật. Hoặc ở những người lười vận động về thể chất, thể dục thể thao dẫn đến cơ thể thừa cân béo phì. Đó là những nguyên nhân mà dẫn đến lượng mỡ ở trong máu tăng cao. Và lượng mỡ này sẽ bám dính vào lòng mạch máu và tạo ra những cái mảng xơ vữa động mạch. Và những mảng xơ vữa này theo thời gian sẽ lớn lên dần và gây bít hẹp mạch máu. Đó chính là những nguyên nhân mà gây ra chúng ta mắc phải căn bệnh mỡ máu cao. Vậy thì làm thế nào để chúng ta kiểm soát được căn bệnh mỡ máu cao và giúp cho chúng ta hoàn toàn khỏe mạnh? Vâng thưa bạn, để làm được điều này thì Bá Ngọc cam kết rằng nếu bạn thực hiện những điều sau đây thì chúng ta sẽ hoàn toàn khỏe mạnh và kiểm soát được lượng mỡ trong máu tăng cao đấy ạ. Điều đầu tiên, chúng ta thay đổi về thói quen ăn uống. Chúng ta hạn chế sử dụng những nguồn thực phẩm chứa hàm lượng cholesterol cao. Chúng ta hạn chế sử dụng rượu, bia, hút thuốc lá, và hạn chế ăn những nguồn thịt đỏ và đặc biệt đó là nội tạng của động vật. Thứ hai nữa, chúng ta thay đổi lối sinh hoạt. Chúng ta nên chọn cho mình những bộ môn thể thao yêu thích, phù hợp với sức khỏe của mỗi chúng ta, và chúng ta tăng cường luyện tập thể dục thể thao. Ví dụ như Bá Ngọc thì một trong những bộ môn thể thao yêu thích đó là đá cầu, đá bóng, võ thuật và tập gym. Vâng, đó là những bộ môn thể thao yêu thích của Bá Ngọc. Thứ ba, chúng ta nên chọn cho mình một dòng sản phẩm giúp hỗ trợ và hoàn toàn kiểm soát được lượng mỡ ở trong máu tăng cao, giúp thông huyết mạch an toàn và hiệu quả. Tinh dầu thông đỏ từ lâu đã được xem như là một bí quyết giúp kiểm soát lượng mỡ ở trong máu không tăng cao hiệu quả của người Hàn Quốc, do tác dụng kích thích enzyme AMPK làm giảm tổng hợp axit béo, giảm sinh tổng hợp cholesterol và biệt hóa tế bào mỡ, từ đó giảm sản xuất mỡ xấu LDL và bào mòn dần các mảng xơ vữa bám trong lòng mạch, giúp thông huyết mạch không chỉ ở các mạch máu lớn mà còn tồn tại ở vi tuần hoàn, giúp cả hệ thống mạch máu được khỏe mạnh, ngăn ngừa nguy cơ xơ vữa động mạch. Tác dụng này góp phần ổn định huyết áp, giảm nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim và ngăn ngừa các biến chứng mạch máu ở bệnh nhân tiểu đường, vân vân. Vâng, đã có rất nhiều những công trình nghiên cứu của các nhà khoa học, họ đã chứng minh tinh dầu thông đỏ là một dòng sản phẩm rất là an toàn và hiệu quả trong việc kiểm soát lượng mỡ ở trong máu chúng ta không tăng cao. Và nếu bạn hay những người thân trong gia đình đang mắc phải căn bệnh mỡ máu cao, hay chúng ta muốn kiểm soát được lượng mỡ ở trong máu không tăng cao, thì tinh dầu thông đỏ là một dòng sản phẩm rất là hữu hiệu đấy ạ. Vâng, nói đến tinh dầu thông đỏ thì chúng ta sẽ không bàn cãi nhiều nữa, bởi vì là những ai đã từng sử dụng rồi sẽ cảm nhận rất là rõ. Và đã có hàng trăm, hàng nghìn những công trình nghiên cứu của các nhà khoa học, họ đã chứng minh là tinh dầu thông đỏ là một dòng sản phẩm rất là an toàn và hiệu quả trong việc kiểm soát lượng mỡ ở trong máu không tăng cao. Và để giúp bạn có thể mua được dòng sản phẩm tinh dầu thông đỏ chính hãng, đảm bảo về chất lượng và đúng với giá thành của sản phẩm, thì bạn có thể mua tại trang siêu thị trực tuyến koreashop24h.com. Chúng tôi với tiêu chí chất lượng là uy tín, luôn làm việc với đối tác hàng đầu tại đất nước Hàn Quốc,
để mang những dòng sản phẩm chất lượng nhất đến với tay người tiêu dùng Việt Nam. Và khi bạn mua dòng sản phẩm tinh dầu thông đỏ tại trang siêu thị trực tuyến 24h.com, nếu bạn phát hiện ra hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng thì chúng tôi sẽ bồi hoàn tiền 100% và thậm chí là gấp 10 lần. Và đặc biệt hơn nữa, trong 7 ngày nếu bạn cảm thấy không hài lòng với chất lượng sản phẩm thì chúng tôi sẽ có chính sách đổi trả hàng mà bạn không mất thêm bất cứ một khoản chi phí nào. Và cùng với đó nữa thì chúng tôi sẽ có đội ngũ chuyên gia sẽ đồng hành cùng bạn trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm để làm sao đạt được hiệu quả tốt nhất. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết sản phẩm tinh dầu thông đỏ hay là cách mua hàng như thế nào thì bạn hãy kéo xuống phần phía dưới mô tả của video này, kích vào đường link koreashop24h.com, hoặc bạn có thể gọi đến số hotline 0979149256. Vâng, bà Ngọc xin nhắc lại 0979149256. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại bạn vào những video lần sau.